Thế thì cái bài 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 tập chương 6 thì cả lớp có về nhà làm thì có thể muốn hỏi thêm bài nào nữa không? Làm hết chưa? Dạ nắm được thầy. Hả? Nắm được rồi thầy. Ừ, bây giờ có bài nào mà chưa làm được nữa ấy, thì cả lớp cứ hỏi lên đây, mình sẽ trao đổi một chút. Rồi sau đó thầy sẽ qua công việc của chương 7. Đấy, cái bài tập chương 6 mà có ai muốn trao đổi thêm thì cứ nhắn lên đây nhé. Cái bài nào mà mình chưa rõ cách làm thì mình cứ nhắn lên đây. Chúng ta sẽ trao đổi nhớ kỹ.
Rồi, thế thì bây giờ thì cả lớp có hỏi chương 3 nữa, chương ở chương 6 nữa thì cả lớp kéo xuống cái phần bài tập chương 7 nữa. Bài tập chương 7 thì nó nằm ở trang số trang số mấy nhỉ? Trang số 300 mấy? Đây, cả lớp kéo xuống trang 329. Lớp thầy trang 239 chứ. Dạ được thầy. Đấy. Thì trong 239 này thì cái chương này là cái chương liên quan đến tích phân xác định, tức là tích phân mà nó có gắn cận vào. Như vậy là khi tính nguyên hàm xong thì cả lớp phải thế cận vào và cả lớp phải tính ra một cái số nào đấy. Đấy. Thế thì trong cái phần tích phân này nó cũng có nhiều loại, nhưng mà ta thì chỉ tập trung vào các cái bài kiểu như này này. Cả lớp đánh dấu những bài này này, bài số 7 là một này. Đấy. Bài số 7. Bài số 7 nhé. Bài số 7 này, bài số 8 này. Đấy. Bài số 9 này, đấy, những cái bài như thế cả lớp có thể làm được. Bài 89 nhé. Hay là bài số 11 này. Bài số 11 này. Sau đó là đến cái phần ứng dụng nhé. Phần ứng dụng thì cả lớp sẽ coi các cái bài tập số 15, 16, 17, 18, 19, 20. Đấy. Đấy thì các cái bài đó là bài ứng dụng. Sau đó bài từ 21 trở đi thì liên quan đến tích phân suy rộng. Tích phân suy rộng thì buổi sau mình sẽ học. Hôm nay thì cả lớp sẽ xem lại những cái bài mà thầy vừa xem đó ấy. Và sau đây thì thầy sẽ hướng dẫn lớp mình một số cái ứng dụng của cái tích phân xác định. Đấy. Để cả lớp ghi vào nhé, ghi những cái bài tập đó vào nhé. Có nhớ chưa? Ghi được chưa? Số 7 này, 8 này, 9 này, 11 này, 11 này. 15 này, 16 này. Đấy. 17 này, 18 này, 19 này, 20 này. Đấy. Đấy là những cái bài ứng dụng như thế. Các ứng dụng này thì tí nữa mình cũng sẽ tập trung một số ứng dụng thôi, chứ cũng không làm hết các ứng dụng đâu. Đấy, cả lớp lướt qua các cái bài tập đó rồi nè.
Bây giờ ta sẽ review lại một số cái ứng dụng của cái tích phân xác định nhé. Thì một số ứng dụng thì cả lớp cũng biết ở cấp 3 rồi đấy. Nhưng mà đến đây thì ta sẽ thêm một số cái ứng dụng nữa. Ta sẽ nói công thức rồi sau đó thì cả lớp áp dụng thôi. Cái này thì ta cũng chỉ là nhớ công thức để vận dụng thôi. Cái thì ta sẽ xem cái ứng dụng thứ nhất là tính diện tích của hình phẳng. Ứng dụng này thì cả lớp thầy là ta sẽ đã được làm quen ở cấp 3 rồi. Ứng dụng thứ hai là tính độ dài của một cái đường cong. Ví dụ như tính độ dài của đường tròn này, rồi tính độ dài của đường elip này chẳng hạn. Đấy. Thì làm sao mà tính được? Rồi tính thể tích của vật thể tròn xoay. Yeah. Tính thể tích của vật thể tròn xoay. Xoay quanh trục Ox, xoay quanh trục Y. Rồi tính diện tích của cái diện tích của cái mặt tròn xoay. Đấy. Ví dụ như cái bình gỗ ấy, đúng không? Cái bình gỗ thì thể tích của cái bình gỗ thì tính thế nào? Rồi diện tích của cái bình gỗ thì tính thế nào? Đấy thì ta sẽ nói một số ứng dụng như thế. Một số ứng dụng nhé. Đây. Ta sẽ xem một số cái ứng dụng của tích phân xác định này. Một số ứng dụng của tích phân xác định. Thì ứng dụng thứ nhất là tính diện tích của hình phẳng. Đấy, thế thì bây giờ ta giả sử như ta có cái diện tích của hình phẳng mà được giới hạn bởi cái đường thế này. Cái hình phẳng thì được giới hạn bởi các đường như thế. Nhưng mà là cái đường nằm trên này thì có cái phương trình y bằng fx, còn cái này thì có phương trình y bằng gx. Yeah. Thì lúc này như cả đã biết rồi, cái diện tích S mình cũng kiểu là S luôn nhé, cái hình phẳng này mình kiểu là S và diện tích của nó mình cũng kiểu là S.
thì tính phân của nó là tính tính phân từ A tới B của trị tuyệt đối của f(x) trừ g(x) đến dx. Đó. Thì đây là cái công thức. Thì khi mà ở đây thì công thức này thì chủ yếu là khi mà cả lớp đi tính cái tích phân này ấy, thì nhiệm vụ đầu tiên của cả lớp là phải làm thế nào mà xử lý cái trị tuyệt đối này. Đó. Thế thì mình muốn xử lý trị tuyệt đối này thì trước hết là cả lớp xét cái phương trình là f phẩy f trừ đi g bằng không. Sau đó là cả lớp tìm các kinh nghiệm gấp và mình chỉ lấy những kinh nghiệm mà trên 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 đoạn AB thôi. Kinh nghiệm nào mà không thuộc đoạn AB thì mình bỏ. Thì mình giả sử là trên các đoạn AB này nó có các kinh nghiệm này. À, thì lúc này là tích phân này này, mình sẽ chia làm các cái tích phân lên các cái khoảng nhỏ này. Tích phân lên các cái khoảng nhỏ này thì trị tuyệt đối từ trong này mình có thể đưa ra ngoài này. Đấy. Và khi mà trị tuyệt đối đưa ra ngoài rồi thì cả lớp tính tích phân trong này bình thường đó. Tính tích phân trong rồi cả lớp lấy trị tuyệt đối là được. Đấy, trên từng khoảng nhỏ này, ví dụ như đây mình tính trẻ để các nghiệm x1 này, x2 thì cả lớp xét tích phân lên đoạn từ a tới x1, từ x1 tới x2 và cộng với x2 tới b. Thì sau đó thì trên đoạn ví dụ đoạn trên đoạn từ a tới x1 thì cả lớp đưa cái trị tuyệt đối trong này ra ngoài này. Bắt đầu mình tính từng tích phân một. Mình sẽ tính ra, đúng không? Đấy là cái kỹ thuật của ta để tính tích phân. Thầy chỉ nêu công thức như thế thôi nhé. Sau đó rồi thì quá trình mà tính toán có gì mà rắc rối thì ta sẽ trao đổi theo. Alo. Đấy là ứng dụng thứ nhất nhé. Đó. Ứng dụng thứ hai này là bây giờ là ta tính gì vật thể tròn xoay. Đấy, vật thể tròn xoay. Vật thể tròn xoay là ở cấp 3 ta cũng biết rồi đấy. Ví dụ như là đây. Ta có cái vật thể tròn xoay như này. X này. Y. Y. Đúng không? Bây giờ ta có cái hình phẳng này. Hình phẳng F này đúng không? Phẳng F này. Đây là A. Đây là B. Có hình phẳng F đó. Bây giờ cả lớp tưởng tượng là cái giờ hình phẳng này mà quay quanh trục Ox thì nó sẽ quét ra một cái hình mà có cái tính chất đối xứng như này. Thì thể tích của cái hình này là V. Thể tích của cái hình này là V. Thì V được tính theo công thức nào? Nhất. Đấy. Hoặc là có cái hình như nó là quay quanh trục Ox. Ở đây quay quanh trục Ox. Có cái hình như là quay quanh trục Ox.
Ví dụ như cái hình này. Đây, cái hình S này. Thế thì nếu mà quay quanh trục OA ấy, thì nó cũng vẽ ra một cái hình mà có cái tính chất đối xứng như thế này. Đúng không? Thì cái này cũng là thể tích là V. V thì tính thế này, đúng không? Thế thì hai hình này thì yêu cầu thông tin khác nhau. Ví dụ như hình này thì đường đường cong này, đường cong mấu chốt là cái đường cong này thì có độ thùy là y bằng fx. Còn thì hình dưới này thì chỉ yêu cầu đường cong này, đường cong này thì có phương trình là x chuyển lại bằng g gx, tức là ở đây là y hàm số của x, ở đây là x là hàm số của y thôi. Cận thì nó chạy từ a đến v thì cận cận này cũng chạy từ a đến v v, nhưng mà đây là y chạy chứ không phải x chạy, còn trên này là x chạy nhưng mà y chạy đấy nhá. Đấy. Thế thì v trên này này, cái hình v này ấy, v trên này được tính được trong cái mặt quy tích phân từ a tới v của f bình phương x x. Đấy. Còn cái v dưới này thì bằng tích phân quy tích phân từ a tới b của g bình phương y để y đó. Thì đấy là thể tích mặt thể tròn xoay. Đó. Để tròn xoay. Đấy. Đây là ứng dụng thứ hai đấy cả lớp nhé. Ứng dụng thứ hai, ứng dụng thứ ba này là diện tích mặt tròn xoay. Diện tích mặt tròn xoay bây giờ cả lớp tưởng tượng này đấy, ví dụ như ta có cái hình này. Thế thì ta tưởng tượng là cái diện tích mặt này, này, diện tích của cái mặt này, cái này là giống như cái bình ấy, bình hoa đúng không? Và diện tích của cái mặt bình hoa này, ta bây giờ ta ký hiệu là S nhé, S này, S này, cái này là diện tích. Diện tích mặt tròn xoay, mặt tròn xoay này, yeah. Đấy. Thì diện tích mặt tròn xoay này thì ký hiệu S, S thì được tính theo cái công thức là bằng 2 pi tích phân từ a tới b, đó. À, ta có là nhân với trị tuyệt đối của fx, nhân này căn bậc 2 của 1 cộng với f phải phải bình phương x đấy. Đó. Còn trong trường hợp mà cả lớp thấy là cái mặt tròn xoay mà nó quay quanh trục OA ấy, quay quanh trục OA ấy, thì cả ta làm có cái công thức tương tự, mình thay thì hàm này là bằng hàm fy, hàm gy thôi, đấy là g phẩy y thôi, tức là thay thay cái x này bằng y. Đấy. Thì cái hàm này là bây giờ cái hàm này là cái hàm như kiểu mà biết theo y ấy. Thì đó ta giới thiệu một công thức thôi, công thức sau thì các bạn cũng quen rồi. Ứng dụng thứ tư là tính độ dài đường cong. Độ dài đường cong nhé, tính độ dài đường cong. Thế thì độ dài đường cong là như này. Đấy, bây giờ ví dụ ta có một cái đường cong ở trong cái thẳng như thế đúng không, đường cong đấy, thì trường hợp thứ nhất là L đây này cho bởi cái phương trình là y bằng fx, ở đây x là thuộc vào đó, tức là
A thì nhỏ nó bằng x, nhỏ nó bằng v. Thì khi đó độ dài của cái đường cong ta cũng ký hiệu L nhé. L thì được tính bằng tích phân từ A tới B của căn bậc 2 của 1 cộng với F phẩy bình phương của x. Yes. Còn nếu mà trường hợp mà L ấy cho bởi phương trình tham số x bằng xt y bằng id, ở đây là a thì nhỏ bằng t, nhỏ bằng t, thì trên thực tế thì hay gặp cái này hơn rồi đó, mà hay gặp cái này hơn đấy. Thế thì L nó sẽ tính bằng công thức này, thì phân từ a tới b, bởi vì cái đường cong mà hàm số ấy là nó cũng ít, còn đường cong mà cho bởi phương trình tham số là nhiều. Ví dụ như đường tròn hoặc đường elip ấy là cho bởi phương trình tham số chứ không cho bởi đường, cho bởi đường đồ thị hàm số được, thì nó sẽ bằng căn bậc hai của x phẩy bình phương t cộng với y phẩy bình phương t nhân với dt. Thì đấy đây ta có bốn cái ứng dụng liên quan đến tích phân xác định. Cả lớp nhìn bảng có rõ, nhìn có rõ không cả lớp? Có nhìn rõ bảng mờ, hả? bảng nó mờ mờ lắm. Mơ hả?
Đấy. Thế thì bây giờ có bộ nghi công thức này ấy, cả lớp lại quay lại các cái bài lúc này đấy. Đấy, quay lại cái bài lúc này. Cả lớp phải có 30 phút để xem cái đi, có cái bài nào mà cả lớp chưa rõ thì cả lớp có thể hỏi. Đấy, những cái bài lúc này thầy đọc ấy, bài số 7, 8, 9 gì đó, đấy. Rồi 17, 10, 15, 16 nhá. Đấy, trên bài 20 à. Đó. Thì những cái bài đó cả lớp xem đi.
Mọi người có ai hỏi gì không? Câu 18-3 thầy. Hả? Câu 18-3. 183 183 là cái vẫn bài tập chương này đúng không? Vâng. Cái bài này thì nó hơi khác một chút là nó lại quay quanh cái đường thẳng là x bằng trừ 2 đúng không? Chứ nó không phải là quay quanh trục ôi. X bằng trừ 2 là đường thẳng cũng song song với trục ôi. Thế thì ta sẽ đổi biển, ta sẽ tính tiền nữa thôi. Giờ mình sẽ đặt t bằng x cộng 2 thầy. Đấy, cái bài này thì ta sẽ làm thế này. Sao mình sẽ đặt cái gì? Mọi người bảo đặt cái gì? Giờ đặt t bằng x cộng 2 thầy. T bằng x cộng 2. T bằng x cộng 2 tức là nó sẽ tình tiện qua bên bên trái đúng không? Đấy, nó lại tình toán tiện qua bên trái. Một cái đoạn bằng 2. Đấy. Thế thì trong cái phép biến đổi tọa độ ấy, biến đổi đồ thị ấy, thì ta có một số cái tình tiện này, một số phép tình tiện. Bây giờ thầy giả sử nhé, giả sử đây là
đô thị của cái đô thị của cái hàm FX nhé, đô thị của FX. Bây giờ nếu như đô thị được tính tiến lên phía trên này nhé, tính tiến lên lên phía trên này, một cái vector là một cái độ dài là có độ dài bằng bằng a, tức là ta đẩy đi lên một đoạn bằng a, thì cái này mới y bằng fx này. Đó, cái này mới y bằng fx thì cái này nó sẽ là y bằng fx cộng a, đúng không? Đó, y bằng fx cộng a, tức là cái đồ thì gốc ban đầu là y bằng fx, thì mình đẩy lên một đoạn bằng a, đẩy lên một đoạn bằng a thì đồ thị của cái đường này nó sẽ là y bằng fx a. Ngược lại, nếu như đồ thị này, này và mình lại đẩy xuống này, cái này là đẩy xuống một đoạn băng que, đẩy xuống một đoạn băng que, thì bây giờ cái đồ thị này này nó lại có dạng y bằng fx trừ đi que. Còn đẩy qua bên trái, đẩy qua bên phải thì sao? Đây, x này, y này. Bây giờ đây là ví dụ như đồ thị của y bằng fx. Bây giờ ta sẽ đẩy cái đồ thị này qua bên đẩy qua bên này một đoạn là a, đấy, tức là cái là mình hình dung là mình đẩy qua bên này một đoạn là a, đấy, thì cái này này, đấy, như cái này là y bằng fx, thì cái này này nó sẽ là y bằng fx trừ đi a, đấy, a, fx trừ a. Còn nếu mà mình lại đẩy qua bên trái, mình lại đẩy qua bên trái một đoạn là a, là đây thì phải vẽ khác đấy. Đấy, kiểu như thế, mình đẩy qua một đoạn là đây. Đây, đây là ví dụ như mình đẩy qua bên trái một đoạn là V nhé, thì cái này này, nếu như cái này là y bằng fx, thì cái này đường chậm chậm này nó sẽ là y bằng fx cộng a, fx cộng a, đúng không? Thế thì những phép đồ thị của mình ấy, thì cái bài của mình này, bài của mình bây giờ ta có cái đường thẳng của mình là đường thẳng y bằng x bình phương, đúng không? Y bằng x bình phương là một cái parabol đây. Parabol đó, ví dụ như đây là một này, là một này, một đúng không? Một. Thế thì và đường thẳng gì nhỉ? Và đường thẳng y bằng 4. Đường thẳng y bằng 4. Thì giả sử bằng 4 ở đây. Đây là 4 đây. Nhưng mà cái hình này ấy, tính thể tích vật thể tròn xoay tạo bởi hình phẳng giới hạn bởi các đường.
y bằng x bình phương và y bằng 1 khi quay quanh đường thẳng x bằng trừ 2. Đây, trừ 1 đây, trừ 2 đây. Trừ 2 đây. Đấy, thì như vậy là ta sẽ dùng cái phép bình tiện là gì nhỉ? Bây giờ ta phải đẩy đẩy làm sao mà đẩy qua bên phải đây này. Cái điểm này trừ 2 thì cái đường x bằng trừ 2 thì nó trở về trục OI. Đúng chứ? Trục OI. À, nó trục OI. Thì khi đó là cái đường parabol nó cũng dịch qua bên 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 phải. Còn cái đường thẳng x bằng 4 thì nó không có gì thay đổi cả. Đúng không? Không có gì thay đổi cả. Thì nếu mà như thế thì như vậy là ta thấy là cái parabol này này đang là đỉnh ở không, thì bây giờ đẩy qua một đoạn bằng hai thì đỉnh nó sẽ là ở chỗ chỗ hai chỗ chỗ hai này, đúng không? Chỗ hai này, và cái đường thẳng này nó sẽ về đây. Thì lúc này là ta hình dung là gì nhỉ? À, thì ta hình dung là cái đường thẳng này là bây giờ nó quay quanh này. À, thì ta cứ cho bằng hai thôi, đúng không? Qua bằng qua điểm bằng hai thôi. À, thì ví dụ như là đây nó sẽ là điểm này, đúng không? Đây chính là cái hình này, bây giờ là cái hình này, đúng không? Cái hình mà giới hạn bởi cái đường y bằng 4 như vậy thế. Và cái đường mới này, đường này là y bằng x bình phương, thì cái đường chậm chậm này nó sẽ là y bằng là x trừ đi 2 mà tất cả bình phương, đúng không? X trừ đi 2 tất cả bình phương. Thì cái này nó sẽ trở thành là x bình trừ đi 4 x cộng với 4 này. Nhé. À, thì cái này thì đúng là nó có định là khi mà x bằng y bằng 0 thì x bằng 2 ở đây. Đây, đúng không? Đây, đúng không? À. Và bây giờ ta cần tính cái thể tích của cái vật thể tròn xoay mà khi quay quanh bởi cái hình này. À, quay quanh bởi cái hình này, cái hình mà ta đánh bóng này. Hình này quay quanh trục OI, quay quanh trục OI thì tạo ra cái diện tích là bao nhiêu? Được chưa? Đó. Đấy, bây giờ ta đi đưa về bài toán là quay cái hình này, đúng không? Quay trục OI, quay cái đồ thị này giới hạn bởi đường này và đường y bằng 4 đây, quay quanh trục OI. À. Cái này nó cắt đây chứ nhỉ? Đây là như thầy, cái này ta cần phải vẽ chính xác một chút, bởi vì là khi mà x bằng trừ hai thì nó sẽ bằng bốn, là nó là điểm này. Thầy vẽ cái này chưa chính xác rồi, mình phải vẽ vẽ chính xác lại một chút để thì nó mới tính được. Thầy vẽ lại chút nhé. Ví dụ đây là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, đúng không? Đường thẳng y bằng 4 của mình ở đây là y nhé. À. Thế thì trừ bằng trừ 1 này, trừ 2 này, x mà bằng trừ 2 là nó bằng 4 này. Đấy, đồ thị chưa chính xác nhé. Tại không chính xác là nó không đúng. Vậy đồ thị của mình nó là thế này, cái parabol của mình nó là thế này. À. Và đường thẳng
trừ 2 ở đây, được chứ? Đây là 0 ở đây, đây là 1 ở đây. Bây giờ cái hình phạm của mình là cái hình này. Giờ này đây, quay quanh trục x nhá. Thế thì bây giờ ta sẽ tính tiến cái hệ thống này qua bên phải một đoạn bằng hai đơn vị. Thì lúc này cái đường này nó trở thành trục x và cái parabol này thì nó sẽ trở thành như này. Được chưa? Qua đây. Như thế nó mới làm được, đúng không? À, thì cái đường này là y bằng x bình thường, thì đường này là y bằng x trừ đi 2 tất cả bình thường, à, bằng x trừ 2 tất cả bình thường. Bây giờ cái hình của mình là cái hình này, cái hình này quay quanh trục ôi, quay quanh trục ôi đấy. Thì nó sẽ tạo ra một cái hình mà có cái V, thì V đó bao nhiêu? Bây giờ có ai có cái phương án tính cái V của cái này không? Đấy, có ai đề xuất được cái cách tính V cho cái bài này không? À, giờ là mình à, giờ là mình đặt T cho nó dễ làm thôi. Hả? Giờ là mình đặt T cho nó dễ nhìn thôi. Đặt T làm gì? Đặt T làm gì? Cái, bây giờ mình dùng cái hàm này đi. Bây giờ là mình dùng cho cái hàm y bằng x trừ 2 thôi. Đó. À, dạ. Giờ nếu mà để như vậy thì cái nhánh bên phải thôi kìa. Cái nhánh bên phải là dạ đúng vậy rồi. Ha. Nhánh bên... Dạ, cái nhánh bên phải là y bằng 2 cộng căn x thôi, 2 cộng căn y thôi. Đúng rồi. Dạ. Tức là cái nhánh này, bây giờ cái nhánh này, bây giờ cái cả cái đồ thị chung của cái này ấy, thì nó là y bằng x trừ 2. Bằng... Mà bây giờ mình quay quanh trục là mình phải rút x ra đúng không? Rút x ra thì cái nhánh này, đúng không? Cái nhánh này thì đại mũi tên ở đây là nó sẽ x bằng gì nhỉ? X bằng 2 cộng căn y thôi. X bằng 2
Yeah. Đó. Nhấn rồi đúng rồi. Cái nhảy nha. Còn nhấn bên kia thì là hai chữ y, hai chữ căn. Hai chữ căn y. Đúng không? Đấy, đây là hai đây. Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy. Thế thì sao nữa? Giờ mình lấy tích phân đi từ bi nhân cho tích phân đi từ 0 tới 4 này. Của cái hàm trên trừ hàm dưới. À, hàm này trừ hàm này, đúng không? Dạ. Bình phương trừ nhau. Tức là V này. À, V thì sẽ bằng là, nhưng mà đâu có cái công thức đó đâu nhỉ? Đâu có cái công thức mà V như thế đâu. Tức là mình mình lấy lớn trừ nhỏ thôi. À đúng rồi, mình lại lớn đến nhỏ chứ mình không diện tích thì mình có cái công thức là hàm trên thì hàm dưới chứ cái này không phải như thế đúng không? Tức là cái V của mình cần tính nhé. Ta tưởng tượng là cái V của mình cần tính này thì nó sẽ bằng V2 trừ cái V1. Đúng nhá. Trong đó V2 là gì? V2 này này là ứng với thể tích mà quay quanh hàm này này, đúng nhá. Này, quay quanh hàm này, tức là nó sẽ bằng quy nhân với tích phân từ 0 tới 4 của cái hàm 2 cộng với căn y này. Tất cả bình phương đây này đúng không? Đó, tức là ta tưởng tượng quay cái nhánh này này. Cái nhánh này nó giới hạn bởi cái này. Hay đánh đánh bóng luôn nhé, đánh bóng luôn này. Bây giờ đánh bóng cái này. Đây, quay cả cái này. Quay cả cái này. Đúng không? Đó, quay cả cái đó. Là nó sẽ sinh ra cái V2 này. Đó. Còn cái V1 là gì? V1 là quay mỗi cái này thôi này, quay mỗi cái này thôi, quay cái phần này thôi. V1 là quay cái này, quay cái này đúng không? Tức là nó cũng bằng quy này, tích phân từ 0 đến 4 này, của là 2 trừ căn y, tất cả bình phương d, đúng nhất. Đó, thế thì mình tính V2 ra, mình tính V1 ra, thì lấy V2 trừ đi V1 thì nó ra cái V của mình ở đây. Cái V của mình là do quay đi cái hình này đúng không? Có phải như thế không? Dạ. Đúng không? Dạ. Ờ, đấy. Chứ mình không được tính cái V của mình là bằng là pi nhân với cái V cái này trừ cái này được đâu. Không thể tính cái này trừ cái này được đâu. Bởi vì mình không có cái công thức đó. Mình chỉ có cái công thức là nó quay áp sát vào trục Ox hoặc là quay áp sát vào trục Ox thì ta có đấy. Thì bây giờ hai cái tích phân này thì dễ rồi đúng không? Cả lớp tính đó. Rồi cả lớp chụp màn hình nhé. Đấy, thì cái nội dung của cái việc chương này ấy, thì thầy hướng dẫn như thế nhé. Rồi cả lớp về nhà sẽ hoàn thiện cái bài tập của phần này. Rồi cái buổi hôm sau ấy thì ta sẽ dành thời gian một chút để ta review lại các cái bài tập mà lúc này thầy đã giao cho cả lớp ấy. Rồi. Bây giờ phần còn lại thì cả lớp sẽ làm một số cái bài tập ở chương 6, làm vào giấy, sau đó là chụp ảnh gửi lên chỗ assignment cho thầy. Bây giờ thầy sẽ nhận bài tập trước và thầy sẽ tạo cái nhận bài tập lên để cả lớp làm trước, rồi sau đó thì cả lớp sẽ nộp bài, thầy sẽ tạo cái nộp bài sau. Dạ, tiết trước làm thầy ơi. Hả? Dạ, tiết trước thầy cho thi rồi. Tiết trước là làm cái gì rồi? Giờ thầy biểu làm xong rồi nộp lên rồi thầy. À, giờ làm nữa chứ, làm nữa chứ. Đợt trước là làm cái khác mà, đợt trước là làm các cái bài tập về đạo hàm đúng không? À dạ không, làm về nguyên hàm tích phân thầy. À, làm về nguyên hàm thầy. Ủa làm bữa nào? Giờ dạ tiết ta. Dạ tuần trước thầy. Tiết vừa rồi. Tiết vừa rồi là tiết thứ mấy nha? Tiết thứ sai cho mình trên tiết thứ tư á. Có phải dạ không? Dạ đúng rồi thầy. Bài làm được làm rồi thầy ơi. À, chương 6 là thầy cho làm những bài nào rồi? Đó để thầy xem nè. Dạ 1.22, 1.21, 2.7, 2.9, 3.5, 3.6. Bài nào? Đọc cho thầy kìa nè. Dạ 1.21, 1.22, 2.7, 2.9 và 3.5, 3.6 thầy. À tức là ba bài này làm rồi đó hả?
Đấy, thế thì bây giờ thì cả lớp nữa thì xem tiếp các cái bài tập của cái chương này đi. Bài tập của cái chương này đi. Em có cái bài nào mà cả lớp muốn hỏi thì hỏi, thì không thì làm luôn đi. Làm luôn ở đây. Có một số bài có tính chất lý thuyết này, ví dụ như cái bài số 8 chẳng hạn. Thì cả lớp có biết cách làm bài số 8 không? Hoặc là bài số 9 này. Này. Đấy, cả lớp làm bài tập đấy nhé, bài số 7, thì bài số 8, 9 này, rồi 14 này, không phải 14 đâu, 15, 16, 17, 18, 19, 20, đúng không? Thank you.
Cái bài số 7 cả lớp có cái câu nào muốn hỏi cả lớp? Ví dụ như bài 7-1 thì mình làm thế nào? Từng trường hợp này. Trường hợp như nào? Dạ, lên x lớn bằng 0 với lại lên x bằng 0. Đúng sao rồi. Vậy? Không phải, không phải. X của mình ở đây này là kỳ tích phân là nó có cận là nó chạy từ 1 trên a đến a rồi này. Đấy, mà 1 trên a thì tất nhiên là lớn 0 rồi. Đúng không? Dạ, em là xét với nó xong rồi cặp nữa mình tách cái tách thành hai tích phân đó thầy. Là một cái là một phần a đến một tích phân của một với một phần a với lại của a với một thầy. À đúng rồi, đúng rồi. Tức là trên cái đoạn là từ một phần a đến một này ấy, thì mình có cái số một đấy. Thì ở đây thì ta biết là cái trị cái log nepa của x thì nếu mà x lớn hơn một thì nó dương, còn x nhỏ hơn một là nó âm đúng không? À thì đúng rồi. Như vậy là tích phân này ta tách làm tích phân là tích phân thứ nhất là từ từ một đến a đến một cộng với tích phân là từ một cho đến a. Thì 1 trên 2 đến 1 là log nepa âm, cho nên khi mà mở trị tuyệt đối này thì mình có dấu trừ, đúng chứ? Còn cái khoảng từ 1 đến 2 ở dương thì mở ra bình thường, rồi sau đó là mình tính từ tích phân thôi. Từng tích phân thì mình tính tích phân từng phần, đúng không? Bài số 2 thì sao? Bài số 2 cùng chia ra. Đúng rồi, bài số 2 thì cái khoảng của mình đấy này. Cái khoảng của mình là từ 0 đến 1 thì từ 1 đến 2 này, đúng không? Là nó tương ứng với hai công thức này. Bài số 3 thì sao? Dạ bài số 3 thì đặt 4 ra ngoài dấu cắt đôi tính. À không cần, không cần, mình để thế này luôn. Mình sẽ đặt luôn cái gì nhỉ? Mình sẽ đặt là 2x. Mình sẽ đặt thì 2x thì bằng 3 sin t. Hoặc là mình đặt 2x thì bằng 3 cos t. Đấy, chứ không cần phải đặt 4 ra đâu. Đấy, 4x bình phương này thì mình viết thành 2x tất cả bình phương này. Thì mình xem cái 2x này là giống như kiểu mà x của mình đó. Mình đặt 2x bằng 3 nhân với sin t hoặc là 2x bằng 3 nhân cos t. Đúng không? Đấy. Còn nếu mà bạn nào đó mà muốn đưa cái 4 ra thì sau đó là mình đặt x bằng 3 phần 2 nhân với sin t hoặc là đặt x bằng 3 phần 2 nhân với cos t cũng được thôi. Cũng được, không sao. Nhưng mà để thế cũng được. Cái câu số 4 thì sao? Câu số 4 thì sao nhỉ? Ok. Rồi đồng hồ em có bật đèn không? Bài số 4 thì làm sao cả lớp? Giờ mình dùng tích phân, giờ mình dùng tích phân từng từng phần rồi, nhưng mà mình vẽ bằng cái cột chứ trong thôi là tích phân từng phần 3 lần lận. À 3 lần, đúng rồi. 3 lần thì cái đa thức bậc 3 này nó mới về hằng số được đúng không? Dạ. Đúng rồi, thì chịu khó làm thôi. Còn tích phân câu 5 thì sao? Tích phân câu 5 thì mình đưa về cái này là dạng tích phân hữu tỉ mà mẫu số là vô nghiệm rồi đấy, đúng không?
có nghiệm rồi, mà tử chỗ lại hằng rồi thì mình đưa về cái công thức là dx trên x bình cộng với a bình, đúng không? Đưa về cái công thức đấy. Bài số 6 thì sao nhỉ? Để cả lớp xem từng bài đi nhé, từng bài xem bài nào mà chưa rõ thì trao đổi. Cho thầy sẽ không giải thích như kiểu như thế nữa đâu. Ai mà có vấn đề nào thì mình phải tự biết là mình phải hỏi lên đây, còn không hỏi là coi như thầy mặc định là ok rồi đó.
Thầy ơi. Ơi, ai hỏi phải không? Dạ, bài 7, bài 95 đáng thay. À, bài 9 nhỉ, bài 9 là mình đổi biến. Bài 9 là mình sẽ đặt là x sẽ bằng là pi trên 2 trừ t. Tức là t sẽ bằng pi trên 2 trừ x. Hoặc là x bằng pi trên 2 trừ t cho đồng đạt. Tức là đặt x này thì bằng pi trên 2 trừ đi t, hoặc là đặt t thì bằng là pi trên 2 trừ đi x. Đó. Mình dùng cái phép đổi biến như thế. Cả lớp thử làm vậy nè, làm cái thầy hướng dẫn như thế thì làm có được không? Đấy, đổi biến rồi sau đó là mình tính vi phân, rồi mình đổi cận, rồi mình thay vào tích phân thôi. Đấy, thử xem mình làm được không, thầy sẽ làm chi tiết thêm. Cái đồng hồ đi trễ 5 phút, cái đồng hồ đi trễ 5 phút. Cả chọc cái điện thoại đi ông nữa rồi là đồng hồ đi trễ 5 phút. Trễ 5 phút đó. Có làm được không? Bạn hỏi bài số 79 này thầy hướng dẫn như thế có làm được không? Hay là cần phải làm chi tiết thêm? Dạ thì em làm tiếp cả thầy. Dạy những tình đớp, các bạn sở hữu cầu thang. Dạy những thế giới, cháu, hãy
đây các bạn nhìn nè, khi mà mình đi qua đây các bạn nhìn nè. Wow, nhìn nó đã thì các bạn ơi, cẩn thận cái này, cẩn thận cái này. Ui, ui, các bạn phải né, phải nha các bạn ơi, phải nè, ui, ui, ui. Rồi, khi mà mình đã, khi mà mình tới nơi á, mình sẽ chuyển kiếm được mình không tiền các bạn. Và các bạn thấy nè, ui, nó dài, còn cao như thế này mình đã từng sở hữu rồi các bạn ơi. Ui, nhau luôn các bạn. Lụm tiền mà muốn lụm nhà luôn. Lụm ở đâu chuyện lụm giới. Có cái tiền không lụm mình sẽ nhà luôn. Nghe cậu thằng này 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 nè cái mặt nè nè cái này ra cái này nói nó chậm nha. Đừng có tưởng lấy được tiền của anh dễ đâu. Wow cái này dài như vậy. Ôi thấy cái này cũng dài các bạn ơi. Kim con siêu dài. Kim con siêu dài. Ôi nhưng mà siêu dài là các bạn à. Wow. Wow, wow, chậm. Wow, quá nhìn nha. What? Các bạn thấy gì chưa? Wow, cậu cơ. Đây, đây là những người tỷ phú trên thế giới nè các bạn thấy không? Đó, là mình đang gọi là cố gắng cùng với những người này. Đang cùng một tay nhập thế giới là may đặt các bạn ơi. Ở đây mình thấy còn có thêm những người này các bạn ơi. Chẳng hạn như là, à đây để mình xem coi. Wow, cái này là Rapula đúng không? Bạn. À rồi đây là một à một lady. Rồi đây là rapper. Rapula rồi chị ơi. À người chơi bóng bầu dục. Rapula rồi. Được bạn ơi, mình sẽ cố gắng để được các bạn cho nhiều tiền mình tập lên cho. Lấy tiền. Đủ cả thì bạn ơi, tiền của bạn ơi, vô mấy anh em này bạn nhìn nào. Vô hết tiền của mình luôn các bạn. Vô cả anh em đó là vô hết tiền của mình. Không tiền của bạn. Mày chỉ làm được chưa? Dạ được rồi thầy. Được chưa? Dạ rồi. À ok, tốt rồi. Thầy ơi, 317 thầy. 317 hả? Tĩnh thể tích vật thể giới hạn bởi mặt như thế. Tĩnh thể tích vật thể. Giới hạn bởi mặt này. Các mặt bởi các mặt bởi mặt paraboloid này, các mặt phẳng tọa độ và mặt phẳng này.
Bây giờ ta sẽ cố gắng vẽ cái xác định cái vật thể mà giới hạn bởi cái mặt paraboloid này và các mặt phẳng tọa độ. Là mặt như thế nào? Cái này thì cả lớp hơi khó khăn một chút ở chỗ là cả lớp vẽ cái mặt paraboloid là cái mặt thế nào. Đấy. Thế thì cái phần cuối, cái phần giải thích một, cái học phần giải thích một thì ta có bắt đầu làm quen với hàm nhiều biến, bắt đầu vẽ một số mặt. Đấy. Thì cái việc vẽ một số mặt này là rất là quan trọng để qua cái học phần giải thích hai thì ta có thể tính được tích phân hai lớp, tích phân ba lớp, tích phân đường, tích phân mặt. Thì cả lớp mà không vẽ thì cả lớp sẽ không xác định được các cái tích phân đấy. Tuy nhiên ở thời điểm này thì ta lại chưa nghiên cứu về hàm hai biến, cho nên là nó có thể gặp khó khăn một chút. Đấy. Thế tao phải cố gắng ta sẽ làm cái bài này xem sao. Đấy, thế bây giờ thì công thức tính diện tích của một cái vật thể trong không gian thì cả lớp có cái công thức này. Ví dụ như trong cái hệ trục tọa độ OX đi, đây là Y này, đây là X này, đây là Z này, thấy chưa? Ví dụ như có một cái vật thể thế này, có một cái vật thể thế này, vật thể này là X này, đây là A này, đây là B này, thấy chưa? À, bây giờ mình lấy một cái X ở đây, bây giờ mình cắt một cái vật thể V này mình cắt cái vật thể V này bởi cái mặt phẳng đi, mặt phẳng X này, thì cả lớp hình dung nó sẽ tạo ra một cái lát cắt thế này. Đấy, thì cái lát cắt này, cái thiết diện này, giả sử thiết diện này có diện tích là SX, khi mà X mà thay đổi nhé, khi mà X mà thay đổi thì cái thiết diện này nó cũng thay đổi, nên thành ra diện tích nó cũng thay đổi và phụ thuộc vào X này, giả sử cái SX này, thì khi đó cái V này được tính bằng tích phân từ A tới V của SX. Trong đó SX là cái diện tích của cái thiết diện này. Yeah. Và khi mà cái X này thay đổi thì ta tưởng tượng là cái mặt này nó thay đổi như này. Để cái thiết diện này nó thay đổi thì diện tích của nó là thay đổi theo thì là X này, đúng không? Thế bây giờ bài 17 bạn hỏi thì là cái mặt X là có phương trình là Z bằng 4 trừ đi y rồi các mặt phẳng tọa độ, cái này là trong mặt phẳng trong không gian đấy cả lớp nhé. Mặt phẳng tọa độ thì là có mặt phẳng x bằng 0 này, mặt phẳng z bằng 0 này, mặt phẳng y bằng 0 và cái mặt phẳng x bằng a. Đây. Bây giờ z bằng y 4 trừ y, z bằng 4 trừ y. Thế thì cái mặt này là mặt thế nào nhỉ? Z 4 trừ y thì ta cho là cho y bằng như vậy là kỳ z y bằng 0 thì z bằng 4. Bằng 4. Và z này là nhỏ hơn 4. Z này nhỏ hơn 4. Bây giờ mình cho ví dụ như cho z bằng 0 thì y sẽ bằng là 2 và trừ 2. Thế này. À. Thế thì cái mặt của mình là mặt thế này. Và cái mặt phẳng này thì nó sẽ là mặt cái parabola này, cho nên là cả lớp tưởng tượng nó là thế này,
Rồi, ta hãy tìm được cái mặt như thế. Đấy, mặt paraboloid là mặt như thế. Cái mặt là giống như kiểu mà cả lớp tưởng tượng là đó là một cái uốn quanh nhỉ, cái uốn này nó kéo dài thế này, đúng chứ? Giống như một cái mạng này mà cả lớp lật úp lại thế này, cái mạng này cả lớp lật úp lại thế này, đúng không? À. Đấy, đây là cái paraboloid nhé, mặt paraboloid nhé. Thế cái mặt cái vật thể của mình thì giới hạn bởi cái mặt này và mặt phẳng tọa độ. Như vậy là mặt phẳng tọa độ thì có mặt phẳng là OIZ này, OIZ này thì chỉ như mặt phẳng x bằng 0, mặt phẳng OXY thì mặt phẳng OT chỉ như mặt phẳng Z bằng 0, rồi mặt phẳng XOZ thì chỉ như mặt phẳng Y bằng 0. À, thế thì giới hạn bởi cái mặt này và mặt phẳng x bằng a, x bằng a tức là một cái mặt phẳng mà vuông góc của trục OX, vuông góc của trục OX tại điểm A và nó song song với mặt phẳng YOZ. Thì ví dụ như ta giả sử đây là a, đó thì cái mặt này đây đấy, thì cái mặt phẳng mà cái thể tích vật thể mà giới hạn bởi mặt như thế á, thì như vậy là cả lớp phải là ta phải lấy cái này đó. Như vậy là ta xóa cái phần sau này đi à, đấy cả đó phải nhé, thì vật thể của mình là vật thể này đúng không? Đấy, vật thể của mình nhé, cái parabola này. Cả đó có tưởng tượng được không? Giờ hàng bởi các cái mặt tọa độ, mặt phẳng tọa độ, mặt bên này, mặt sau này, mặt dưới này, và cái mặt parabola này, và cái mặt này, đúng không? Thế thì bây giờ ta phải lấy một cái x ở đây, x của mình là chạy từ A đến B x này. Thế thì ta thử xem về cái thiết diện mà khi mặt phẳng y bằng x ấy, x bằng x này, nó sẽ cắt cái vật thể của mình đây. Thì ta thử xem về cái sx này, sx này là bao nhiêu? Cái này là sx, thế nhưng mà trả lời phải là gì nhỉ? Thì sx này á nó sẽ là không đổi đâu, bởi vì là cái hình này là cả lớp phải là cái x này, thì cái x này sx nó chính là bằng cái này luôn, được mà nó cũng chính là bằng cái này luôn, tức là x mà thay đổi ta thấy là cái diện tích này là nó không thay đổi, được nhé? Đó. Thế thì v của mình thì chính là bằng tích phân từ 0 cho tới a của sx. Bây giờ vấn đề là ta phải đi tìm được cái công thức của sx này. Thì sx thì nó chính là cái này. Bây giờ thầy là vẽ riêng cái mặt phẳng này ra nhé. Vẽ riêng cái này ra này. Đây là y này. Đây là z này. Đúng chưa? Y, z này. Như vậy đây là 4 này. Đây là trừ 2 này. Đây là 2 này. Đúng không? Thì s của mình nó chính là đây. S của mình chính là đây. S của mình chính là đây. Đúng chưa? À, sx của mình nhìn ra đây. Rồi. Thế thì sx này thì cả lớp biết rồi. Sx này đi. Rồi. Thì nó sẽ bằng là gì nhỉ? Là cái đường này đi. Cái đường này thì cả lớp biết rồi. Đường này thì là z bằng là 4 trừ x bình trừ y bình phương. Đấy, z bằng 4 trừ y bình phương. Rồi. Z bằng 4 trừ y bình phương. Thế thì tích phân của cái này là bằng tích phân từ 0 tới 2. 0 tới 2 này. Của cái hàm 4 trừ cái y bình phương này. Nhân với đây gì nhỉ? Đây y thôi. Rồi. Đây y thôi. Đấy. Diện tích giới hạn bởi cái đường này. Trục OX này. Và trục OY. Và trục OY. Trục OZ này. À, thì cả lớp tính như thầy thì SX cũng bằng quanh. Cả lớp nhớ SX là nó hàng số nó không phụ thuộc với này đó. Bởi vì là x ở đâu ấy thì cả lớp cắt ra thì cả lớp phải là gì nhỉ, nó cũng giống nhau thôi. Tại sao đó là cả lớp tự nhập sx thì cả lớp thay sx vào đây và mình sẽ tính nhập v thôi. Tính nhập v này thầy nhắc lại là sx là nó hằng nhé,
cả lớp được cắt bởi cái này. Thì những cái lát cắt, những cái thiết diện đó thì nó có diện tích nó giống nhau, cho dù diện tích nó ở đâu ở trên cái đoạn này. Đấy, cái này thì cả lớp tính cho thầy cái bông mẩy đây. Bông mẩy nhỉ. Bông mẩy nhỉ. Giờ 16/3 thôi. Bông mẩy. 16/3. 16/3. Đấy, như vậy là từ điểm QLV để bằng là tích phân từ 0 tới A của 16/3. Thế, như vậy cái này đưa ra thì đúng là 16A chia cho 3, đúng không? Như vậy là thành tích của cái vật thể mình cần tính 16A chia cho 3. Tiếp tục cho cả lớp có bài nào, cả lớp hỏi thì hỏi thêm đấy. Thầy đưa mày về bàn nhé, cả lớp chụp màn hình là thầy đưa mày về bàn. Đấy, thì cả lớp có muốn hỏi thêm cái gì nữa không? Đấy, thế bây giờ thầy dành một số cái công việc này. Thì cả lớp về nhà hoàn thiện cho thầy những cái bài tập chương 7 nhưng mà lúc sáng giờ ta trao đổi đấy. Đấy chứ. Cả lớp nhớ là những cái bài này là thầy có thể kiểm tra đột xuất bất cứ khi nào. Đó, có thể là buổi sau có thể có một cái bài kiểm tra nữa liên quan đến cái này. Rồi từ giờ đến cái buổi sau thứ tư ấy, thì cả lớp xem cho thầy cái phần tích phân suy rộng đi. Đọc trước đi. Tích phân suy rộng thì cả lớp sẽ thấy là ta sẽ có hai loại tích phân suy rộng. Tích phân suy rộng loại 1 và tích phân suy rộng loại 2. Đấy. Thế thì bài toán tính tích phân suy rộng thì nó sẽ đưa về bài toán tính tích phân và bài toán tính giới hạn. Đấy. Thế thì tính giới hạn của hàm số thì cả lớp có một số cái cách tính như hôm trước là ta đã nói rồi, đúng không? Đấy, sau đó thì ta xét hồi tụ phân kỳ của một cái tích phân suy rộng, còn một số cái định lý tiêu chuẩn so sánh đấy. Đấy, thì cả lớp theo dõi để buổi sau ta bắt đầu làm việc nhé, cho chủ động. Thì theo thầy là cả lớp cũng đọc lướt qua các cái bài tập số 21 này, 22 này. Đấy, đây là những cái bài mà liên quan đến tích phân suy rộng. Thì cả lớp xem trước thì có thể là cả lớp xem thì cả lớp cũng chưa làm được đâu. Đấy, hoặc là cả lớp vừa xem lý thuyết cả lớp có thể làm được rồi, nhưng hôm sau thì ta cũng phải làm cẩn thận cái phần này. Phần này là cái phần mới. Rồi, hôm nay ta học đến đây thôi cả lớp nhé. Dạ. Rồi.
Về nhà nhờ công việc thầy dành mà chuẩn bị hả? Dạ. Dạ, chào thầy. Dạ, chào thầy. Rồi, chào cả lớp. Chào thầy.